Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Trong khổ video này em xếp làm video để giới thiệu cho anh chị về một chiếc Camry mới có phiên bản năm nay thôi, màu đen và nội thất cũng là màu đen, phiên bản 2.0Q. Camry thì được phân phối thị trường Việt Nam với 4 phiên bản. Thứ nhất là phiên bản 2.0G, là phiên bản tiêu chuẩn có giá niêm yết là 1.070.000.000. Phiên bản thứ hai là phiên bản trước mắt chúng ta đây, phiên bản 2.0Q có giá niêm yết là 1.185.000.000. Về khung gầm, máy móc, động cơ, cảm giác lái thì như nhau, tuy nhiên là cái option của phiên bản này nó tương đương với phiên bản 2.5Q hiện tại. Còn phiên bản thứ ba là phiên bản 2.5Q có giá niêm yết là 1.370.000.000. Và phiên bản cuối cùng, phiên bản cao cấp nhất là phiên bản xăng điện là 1.460.000.000. Thì phiên bản cao cấp nhất xăng điện là phiên bản 2.5Q thì tương đương nhau với option, tuy nhiên là khác nhau chi tiết duy nhất là về máy thôi, nên là nó chênh nhau chỉ có 90.000.000. Còn về phiên bản này, phiên bản Camry thì khác, 2.5Q thì khác nhau những gì? Em xin phép là bổ sung thêm một thông tin nữa là cái máy hộp số mới của đời năm nay là sẽ được dùng hộp số mới, hộp số CVT, DCVT, và đã được tinh chỉnh về máy, nên là cái công suất động cơ cho ra rất là lớn. Em sẽ xin phép giới thiệu cho anh chị, thứ nhất là về chi tiết ngoại thất, nó màu đen nhé, nó cũng là màu huyền thoại của Camry rồi, màu đen và màu trắng. Đây là màu đen 218, nó còn một màu đen nữa theo nhà sản xuất là 222, tuy nhiên là cái màu đấy thì nó không chuộng ở thị trường Việt Nam, nên là Toyota Việt Nam không nhập nó về. Thì ở phần thứ nhất là phần đầu xe, nổi nhất là và mới nhất đời năm nay mới có là cái logo 3D, là có logo có chức năng dự lăn được cảnh báo tiền va chạm trong cái gói Toyota City Sense. Và phía bên dưới này, nếu mà phiên bản 2.5Q ấy, nó sẽ có là một cái mắt camera trong cam 360 và có thêm cái hai cảm biến ở phía trước này, cạnh hai bên của cái biển nhé. Thứ nhất đấy là hai cái chi tiết duy nhất khác nhau giữa phiên bản 2.0Q và 2.5Q. Ngoài ra thì khác biệt lớn nhất nó là về máy, một bản 2.0, một bản 2.5. Và một như em vừa báo ấy, thì nó sử dụng máy mới rồi, nên là cái mức tiêu thụ nhiên liệu cho xe 2.0Q này có 6.4 lít/100 cây. Nó còn ít hơn cả phiên bản 1.8 của Cross đây, như anh chị thấy, em zoom cho anh chị xem luôn này. Bên cạnh có một con Cross phiên bản 1.8G. Tiêu thụ nhiên liệu là 7.64 lít. Còn phiên bản 1.8V thì là 7 lít tròn. Mà cái xe Camry máy 2.0, máy to hơn, xe nặng hơn, xe dài hơn mà lại chỉ có tiêu thụ hết có 6.4 lít/100 cây. Là một điều rất là hay ho. Là rằng phay xước mới, ở cái thiết kế mới này hướng giới trẻ rất nhiều, trẻ trung, năng động, và vành là 18 inch. Còn đuôi xe thì phần đầu xe thì nó khác nhau, thứ nhất là về cam 360 này, về thiếu hai cảm biến so với phiên bản 2.5Q. còn về đuôi xe thì nó khác nhau những gì ạ? Đuôi xe thì khác nhau duy nhất là về cái tên thôi, chứ còn về đuôi xe giống nhau luôn anh chị ạ. Về mình dán lại cái logo 2.5Q vào đuôi thì nhìn từ đuôi không ai biết được. Đấy là những ai mà không để ý nhiều đến Camry thôi. Tuy nhiên là nếu mà mình để ý thêm, thứ nhất là cái xe này là chỉ có một pô, còn phiên bản 2.5Q là phiên bản duy nhất có hai pô. Còn kể cả phiên bản xăng điện cũng chỉ có một pô thôi, nên là nó cũng là một cái. Nếu anh chị để ý nó là sẽ thấy. Còn em sẽ giới thiệu cho anh chị về cái nội thất nhé, nội thất màu đen. Xe Camry thì được có hai tùy chọn về nội thất. Thứ nhất là nội thất màu đen như thế này, tất cả nội thất là màu đen và chỉ sẽ là chỉ nâu, màu ghi ấy. Còn màu nó còn một lựa chọn nữa về nội thất là nội thất màu be hay là màu kem. Đấy, chị thấy cái từ cái góc nhìn này nhá, anh chị thấy là tất cả những cái trang bị này nó đều hướng về người lái, những cái màn hình này hướng về người lái này, từ cái chỉnh điều hòa cũng hướng về người lái này. Đây là thứ nhất là khoang lái người thứ nhất. Góc này em giới thiệu luôn cho anh chị là về chỉnh vô lăng 4 hướng, chỉnh điện này, tự động lên xuống khi mình tắt máy vào xe, tự động pha cốt này, tự động đèn pha thích ứng này, chống trơn trượt này. Đây, xe này thì được độ cốp điện rồi, và bên cạnh nữa là mở xăng, đèn tự động, có nhớ ghế hai vị trí, đèn auto, gương auto, chỉnh điện 10 hướng. Còn đây là về nội thất bằng cái thứ hai. Thì xe thì là xe mới về nên là vẫn có những cái miếng bảo vệ, bọc ni lông bảo vệ
Đặc biệt Camry thì là xe duy nhất trong phân khúc hạng D có cái bảng điều khiển riêng cho người ngồi phía sau. Đây là bảng điều khiển cho người ngồi phía sau. Camry tất cả đều và có cả cửa sổ gió cho người phía sau này, sạc 2.1A. Đây từ góc nhìn này anh chị thấy tổng thể được cái nội thất khi nhìn trong xe. Đây là nội thất màu đen. Cái điều hòa 3 vùng tự động, có hắt kính, loa JBL, màn hình JBL. Đây lại trang bị tương đương với cả phiên bản 2.5Q. Và đây cửa sổ trời, cái tấm này thì là chắn nắng này thì làm chỉnh cơ, còn cái phiên bản 2.5Q kia thì cũng vậy. Ngoài ra thì xe được trang bị là cái mở cửa sổ, cái phía kính bên trên là bằng điện, có hai chế độ là mở toàn cảnh và mở cái dạng mang cá. Ngoại thất trần thì là màu ghi này, đèn cho hàng ghế thứ hai. Xe này là 1.185.000, có rèm cửa hai bên nhé, rèm cửa hai bên này, rèm cửa hai bên và giống hết bản 2.5Q luôn, và có cả rèm điện ở phía sau nữa. Còn tổng thể thì option không khác gì nhau cả, khi ngồi trong nội thất thì không khác gì nhau, ngoại thất thì khác nhau một vài điểm như em vừa báo anh chị ở những thời điểm đầu video rồi. Và trong khuôn khổ video nhanh này em xin phép là giới thiệu nhanh cho chị như vậy thôi. Ở đây trong tiện video này em xin phép là giải thích một chút về những cái tiếng tấm màu trắng này là cái tấm bảo vệ xe khi mà đi qua cảng biển. Khi nào anh chị nhận xe thì em sẽ bóc ra. Và video đến đây là cũng dài rồi, và em xin phép là hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.